Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series cùng chơi Fire Emblem Three Houses, mình là Bon Thu Vít. Và lần trước là mình chơi xong cái trận đấu rất là dài. Nên hôm nay mình lại chơi tiếp xem lần trước chơi thắng rồi mà. Edelgard, Professor, that was a spectacular battle. You both fought exceptionally well. Complete and utter defeat. I would hate to make an enemy of you two. Nhưng mà công nhận phần normal này hơi dễ thật ấy. Đúng không? Mình phải chuẩn mà hát. Mình solo đập hai cái thằng này mà. Nói chung là không có gì khó khăn lắm. No need to get carried away with praise. I know you both feel we won by a paper-thin margin. And I won't deny it. If we were to fight again, there's no telling who would prevail. Bố sẽ solo luôn hai thằng. What do you think, Professor? The blue are very strong. They were nothing. Professor, well, I suppose it's okay to let victory go to your head just this once. In any case, I hope the day never comes when we have to put this experience to use. Agreed. I would hate to know a future in which I'm forced to cross swords with you. True, although the Battle of the Eagle and Lion was originally named after a war between the Empire and the Kingdom. Đúng rồi, Battle Eagle, kiểu đội xanh với đội đỏ. Trên thực tế bây giờ có ba cái thế lực rồi. But that's all in the past. I'm sure even the name will one day fade from the pages of history. Bởi vì hồi xưa là, nếu các bạn để ý là mấy cái tập trước là cái vương quốc Fagot ấy là tách từ bên cái đế chế màu đỏ ấy, bên Black Eagle. I hope so. How admirable, Teach. On that note, I have a proposition. Còn cái bọn Alliance thì không nói làm gì, chắc là when kiểu we get back to Garrick Mach, let's have a grand feast to break down the walls between our respective houses. Còn cái bọn Alliance này chắc là kiểu một cái đồng minh, các nhà nó hợp lại. Chứ thực tế là không phải là một vương quốc nào. And by a grand feast, I mean a fairly regular feast in the dining hall. It would be a fine opportunity to get to know each other better. Count me in. So be it. Let's plan to meet up on the night we return. Is that okay with you, Professor? Vẫn hả? We celebrate our victory. What's gotten into you today? I'm not used to seeing you this excited. Seeing such a big smile on your face is a rare gift. It makes me feel like I can maybe relax a little too. It's finally over. There are way too many strangers at that feast. Put your chin high, Bernie. It was a chance for you to have growth. But everyone was acting so friendly. It was overwhelming. Linhart, I wasn't done talking to you. If those Alliance guys came at it from here, and those Kingdom guys came from there... I know. We'd have been able to take them out all at once. I heard you. I'm going to bed now. Did anyone get the feeling that there were already couples forming? That's not really fair, is it? I wanted to sneak off with someone too. Cô này lại đi cưa trai. I was hoping for some tea after our meal anyway. Would you care to join me? Nhìn hai anh chị nó hợp nhau phết này. I suppose I can settle for you just this once, Ferdy. Ferdy. Until today, I thought it would fall to me to command and guide our ranks all by myself. But with you leading us, I've gotten to experience what it's like to fight alongside everyone. And I've realized how happy it makes me, fighting under your command. Nhưng mà công nhận là cái suit này nó vẫn có cái điểm yếu là khử răng cưa. Như kiểu cái viền là nó hay bị kiểu, lúc mà nhân vật nó di chuyển là nó hay có bị là, nó gọi là shimmering, kiểu là gai. Cái này không biết là những cái bản trên là hy vọng như là suit 2 nó khắc phục được cái kiểu là shimmering này. Kiểu lúc mà nhân vật di chuyển là nó có cái răng cưa chuyển động ấy. The Emperor doesn't take orders from anyone. It's their duty to stand alone and lead the entire empire. But maybe it's better to have someone to rely on.
so that you can support and guide each other through the darkness. Nhưng mà công nhận là những cái game này như ở game Phantom Treehouse, nếu mà chơi trên handheld thì mình nghĩ là chất lượng gần như là perfect, nhưng mà nếu mà chơi trên mà chế độ cắm dock thì nó vẫn bị là cái hình ảnh là to quá ấy. Vẫn bị cái tăng cưa nó hơi kém một chút. Am I the someone outfit? An emperor. Kiểu I may be heir to the imperial throne, but first and foremost, I'm your grateful student. Kiểu anh này That will never change, even when I fulfill my destiny and become the emperor. Vẫn là học sinh. I told you long ago that I wish to enlist you in the service of the empire. Well, I take it back. Now I wish only for your continued guidance during my eventual reign. Bây giờ không phải là gọi anh này phục vụ nữa, mà bây giờ anh cô yêu cầu rồi. Anh này phục vụ của anh. Don't just hide away in the corner, professor. You're the reason we're celebrating. It's because of you that I've had the courage to leave my room for a bit each day. I'm so grateful, professor. We were all just discussing how well you led us. Remarkable. Your guidance is without parallel, professor. Oh. Cái này phải đoạn cuối không mà tụ tập lâu. Your training's been top notch. Really? Mẹ training cho bọn anh nhiều quá. Chính cái anh thầy giáo này kỹ năng không đủ để lên cấp. Whatever would we do without you? I have had the opportunity to experience much. Please allow me to offer you my gratitude once more, professor. I feel the same. You are something special, my teacher. Thầy giáo của tôi. I can only call your deeds during the Battle of the Eagle and Lion quite versatile. Chả thế solo hay thằng. Comparing against their performance at the mock battle of the Great Tree Moon, the students have grown significantly. It is clear that this is a result of your guidance. In appreciation of your efforts and to show our high hopes for the future of your students, thường. I award you with this. Please continue to instruct your students as a model teacher. So, you've made good use of all my power after all. I would have been upset if you had failed at such an easy task. Mình có sử dụng cái phép của cô để quay lại thời gian rồi. It pains me to assign such a disturbing mission to you during such a blessed moment in time. Chung là mình nghĩ là từ bây giờ đến tương lai là những cái trò Fire Emblem sẽ có cái yếu tố quay thời gian. Mình nghĩ cái đấy nó rất là hay luôn nha. Đặc biệt là những cho những thanh niên mà chơi phần hát hoặc classic ấy. Trên thực tế là nó sẽ nói chung là tiết kiệm rất là nhiều thời gian khi mà phải chơi lại cả cái nhiệm vụ ấy. Đấy. However, next month your assignment will be to journey to Remire Village to investigate an abnormal occurrence there. Remire Village. If I recall, you've been there with your father many times. Abnormal occur. Cái điều bất thường xảy ra. Cái điều bất thường. I have yet to ascertain the details, but it would seem the villagers have been acting strange. Cái làng nó đang có cái gì vấn đề gì? I have already dispatched the knights to verify the authenticity of this information. They should be back shortly. I suggest you begin by finding out what they have discovered. I pray this is not a bad omen. Đây là cái nhiệm vụ của tháng sau này. May the goddess protect you all. Công nhận là mấy cái phần này là có mấy cái cô tóc xanh này rất là mạnh nhé. Như cô mà giáo cái cô mà chiến binh Serup ấy. Phải Serup nhỉ? Ở cái đoạn cắt cảnh lúc đầu tóc xanh đánh rất là kinh. Solo với cả cái ông gì mà cầm cái kiếm Sword of Creator ấy. Giết luôn. Bless Land. Ui, tặng mỗi cây thương thôi. Nghiêm túc luôn. Thưởng hơi ít quá nhỉ. À đó, cái thương này hình như là cầm cái thương này hồi máu như mấy cái bản trước. Part 1. White clouds. Red wolf moon. Red flame wolf in moon. The darkness. The flame in the darkness. Tháng mới rồi. Hoarfrost now graces treetops and open fields alike, and an icy chill blown in from the north of Fargus blankets the land.
all of Fodlan's creatures begin to settle in for a long winter. The setting sun bathes the full winter coat of every wolf in a foreboding scarlet glow. Hunters can now spread the word that the red wolves are back on the prowl. Năm nghìn, nhập lương cùi thế. Tháng này có 5.000 nữa. Sunday này không có gì này. That's what we're dealing with. Is there no chance it's an infectious disease? There are no absolutes in medicine, but the chances are extremely slim. Restless movements, fits of violence, becoming bedridden, or even impossible to wake. With symptoms that varied, there are only a few possibilities. It's either a mixture of poisons or magic. And dark magic at that. Chờ đang hai cô đang nói chuyện về một cái bệnh dịch đấy là. You're talking about Remire Village, aren't you, Manuela? Có cái bệnh dịch ở chỗ cái làng Remire này, mình phải đi kiểm tra. Oh my, if it isn't Gerald. Tell me, what was the first thing you heard? Everything. After you mentioned that it's not likely an infectious disease, my child and I owe the people of Remire Village. If something's happening there, we must help them. We scouted the area ourselves. Speak with the knights, hear what they have to say. Chắc cái này lại cuối tháng là dòng chơi. Thank you for your help. Dòng chơi bét nhè rồi đến cuối tháng mới lại nhiệm vụ. You know, I'm more than willing to go with you to Remire Village. After all, I owe you my life. Nghe giọng cô này lúc nào ấy. If you'd like, I bet we could even manage the mission all by ourselves. Just the two of us. Eat night of you. Professor! A bit of a tease, are we? A girl could get used to this side of you. Nice try, but I'll be going to the village as well. Enough nonsense. It's time to move out. Cho cô đi cùng nữa. As you like. Goodbye, Gerald. Goodbye, Professor. I'll be in my office making preparations. What about you? If you have the time, it would be helpful if you could go ahead and talk to the knights. Oh, anh đi bị ốm. Hey, what's wrong? Suy tim. I'm okay. If anything feels off, return to the infirmary. No need to just grin and bear it. Got it? Ugh, what could have caused such dizziness? Nhưng mà mình nghĩ là không biết là. Không biết là anh này có thực sự là con của ông kia. Actually, I felt that way before. Mà anh nhớ cái dấu ấn của anh này với cô cô Edgard kia là cùng một loại là. Đó, lúc mà vụt ấy, có khả năng là hồi máu chẳng hạn. Instruction manually. Chúng ta phải là cho một số nhân vật này học lên được dòng Advent. Cái cô này là cô Bernie này vẫn phải lên hạng A này, chứng tỏ cái yêu cầu của cái dòng lên được trên Advent ấy là rất là cao, phải lên được hạng A hoặc là hai ở. Trên thực tế là không biết hạng B cộng này là khả năng thi đỗ là 6-7%, mình phải xem lại. Như lần trước là anh đấm ấy, cũng rất là cao nha. Dorothy này. Cái này thì bắt buộc là phải cho học phép. Bây giờ cô này đã lỡ học lên hạng B rồi. Này sẽ lên B cộng. Pray. Rồi, búp chứ. Khen mấy câu sướng này. Ui, tăng chậm đấy nhỉ. Tăng được có 7 thế. Ok, nó cao thật đấy. Lên level B cộng. B plus reason level 4. I'm a quick study. Cô này cũng rất là mạnh luôn đấy. Nhưng mà cô này lại kiếm ấy, chả đây làm cái gì. Em mình học tí authority nhỉ.
Thì cô này giám sát một số cái đạo quân nó tốt hơn, Flan. Mình nghĩ là cái trò này là ok, tất nhiên là mình có thể thay đổi được cái chỉ số nhé. Nếu mình bỏ rất là nhiều thời gian, nhưng mà trên thực tế thì để mà có thể nhân vật ấy có thể quay lại được cái dòng gọi thực sự cao nhất ấy, là cái đấy là gần như là không có rồi. Bởi vì trên thực tế là bây giờ cái dòng advanced của nó là đòi rất là cao, từ B cộng hoặc là A cơ. Nên kể cả bây giờ học lại những việc cho cô này học lại dòng Pegasus chẳng hạn, thì cũng sẽ lại phải học tốn rất là nhiều, mà trên thực tế là đến có thể là học phải đến late game ấy. Cô này cô cũng chỉ được lên được cái dòng mà intermediate. Nên là nói thì có vẻ như là thay đổi được, nhưng mà trên thực tế là mình nghĩ là nó cũng hơi khó đấy để có thể đánh hiệu quả. Mà đặc biệt là nếu mà chơi phần hát nữa thì chắc là nếu mà xác định chọn một cái class ấy thì chắc là chỉ búp từ đầu đến cuối ấy, chứ cũng chẳng thể nào mà búp được nhiều. Búp được nhiều nhưng mà đánh nó sẽ không hiệu quả ấy. Như ở cái dòng này nó đánh chưa tới ấy, ví dụ đến cái late game là ví dụ tất cả các ông là phải lên dòng advanced rồi, mình mới bắt đầu mà intermediate thì lúc đấy thì rất là khó ấy. Mình thấy hai anh này là cô này là chơi được cái ai nhỉ? Từ sao cái này không xem được à? Cô này chơi được mỗi anh Ferdinand này thôi nhỉ? Mình muốn cho anh Ferdinand này, với là cô Bernie này, Flan này, Skywatt này, Dorothy Pencha. Thử Pencha này với cả cái anh Ferdinand rồi mà. C hợp hết nhỉ? Anh chỗ đẹp trai à? Ghép được ấy. Nhưng mà cái phần này là nó không có ghép hạng SC với những nhân vật phụ như những cái trò khác nhỉ? Go. Tầm này thì cũng khó mà thay đổi. Cô Pencha này bây giờ chỉ lên ăn trộm B cộng hết rồi, chỉ lên cái dòng cao hơn ăn trộm này, Assassin à? Tell me something. Pretty soon I have eaten everything that they offer in the dark. When that I am supposed to do, keep eating the same boy. Try cooking something new. You should start that newly on your own. You should in your what you want. You should try cooking something new. I'm not sure about. Ôi nó không vui à? Phải là cái số 2 mới đúng. Professor. Focus on thought and authority to excel at lot à? Mình nghĩ là cô này chỉ cần tập trung một kiếm thôi. Yeah. Cho cô này lên tầm lãnh chúa cao hơn. Friday có sinh nhật ai này? Chuẩn bị uống trà này. You look unwell. It's because of what happened, isn't it? Don't speak of it aloud. You can't change the past. For now, all we can do is use it to our advantage. I know that. I also know that I must steel myself to ascend the Imperial throne. Those preparations are going well. We... Someone is coming. Professor, I heard about our mission for this month. Something terrible is happening in Remire Village. That's where you were when fate sent you our way. This feels preordained. Are the knights making progress with their investigation? What is happening there is by design. There must be someone pulling the strings. There is the Death Knight, of course, and the mysterious mages who were implicated with the Western Church. They showed up when Flame was kidnapped as well. And now there is another strange occurrence near the monastery. It seems an unknown organization hopes to make the monastery its stage for something. Do you believe that all these incidents are connected, Professor? I do. That is the logical conclusion, but I'm not so sure. It certainly appears that all of the events surrounding the monastery are connected by a single thread. However, I think it's possible that it may just be a result of different motives overlapping. Remember, Professor,
If you think of people as simply enemies or allies, it may be impossible to grasp the truth. Nhiều sự kiện xảy ra nhỉ. Flan. Excuse me, Professor. May I have a moment of your time? Certainly. Ah, wonderful. I was hoping you might enlighten me. Cô này quả tóc đẹp thật đấy. You see, I happen to be quite curious about you. Well, because there is something different about you. You possess an air of mystery. Okay. I could not help but notice when first we met. I am intrigued to say the least. Ooh. I find it rather difficult to put into words. Chị mừng thầy bảo. Were I to wax poetic, I would say you remind me of the sea. Have you ever been, Professor? A few times, yes. The sea is vast, boundless. On the surface, all seems still. Yet beneath that stillness, it is unfathomably deep. Kiếp miêu tả thầy giáo ác như cái biệt cả. Within, it teems with life. Yet without, one is lucky to glimpse a fleeting shadow. Cô này có ghi ám ảnh với thầy giáo. And yet, all one must do is cast a line to grasp hold of all that life. You cannot see it at a glance, but it is there all the same. About fish, of course. Oh, bother. I got sidetracked, didn't I? Right. About the sea. During a storm, the once calm waters become mighty enough to overturn even the fastest ships. Not unlike you. You are calm. Sure. Khen kính you thế. Carry yourself with poise. Yet you wield great power. My brother was uncertain of you at first. He once referred to you as a youth dubious origin. Dubious origin. Kiểu anh lúc đầu tiên thì anh trai cô này bảo là cô này thằng này là thằng vớ vẩn, nguồn gốc không rõ ràng, dân thường. Oh, but please do not think ill of him. He is incredibly dedicated to his work. So surely you understand why he would have doubts about one of whom he knows so little. Nobody even seems to know your age. Incidentally, how old are you? Anh lại không biết. I don't actually know. Wait, you do not know your own age? You truly are mysterious. Chả biết chui lỗ ra. Looking at you, it is quite difficult for me to determine. I wonder, could you be younger than your own students? Trẻ hơn cả học sinh. How old are you? Who? Me? Well, I am roughly the same age as the other youths here. Mà cô này công nhận thiết kế đẹp thật, cái trang phục này có cái nơ ấy. Tóc này có mấy cái tóc rất là đẹp luôn nhá. Dưới lúc trang người ta thì cô này phải trẻ hơn cái bọn kia nhỉ? Be that as it may, it is simply not the case. Nhìn để tóc kiểu trẻ hơn. Oh, by the way, you should know I had actually been considering enrolling in the academy for a while. I have endured hard times. But I am so grateful that those very experiences led to my acceptance at the academy. Oh, my apologies. I am sure you have much work to do. I will not keep you any longer. We must speak again sometime, if that would be alright. Have a lovely day. Have a lovely day. Mà công nhận cô này nhìn dễ thương thật đấy. Motivation lên mắc luôn. À, lại chuẩn bị sinh nhật thằng nào này. Chắc là mình sẽ uống trà Lin Ho. Chắc là mình sẽ uống trà để cộng nhiều cái mối chỉ số mối quan hệ thay vì tặng hoa. Hy vọng là nhanh thôi. Thằng này mua trà rẻ rẻ. Admon Blend này. I am happy that you invited me. Much appreciated. Mình thì không phải fan của mấy thằng boy lắm. Makes me sleepy. Talk, think that boy is you, cooking me ham. Perfect tea time nhé. Perfect recipe, lát lát. Khó phép nhỉ. Cái này à? Lại cái này, lại think bother you à?
cô hai cái hiện lại à? You are full of mysteries and yet offer no answers. How unfair. Blood sigh. Disagree. Oh. Red tea towel. That was delicious. Oh, cái blood là sai rồi. Well, I'm off to catch a nap. Chắc là mình phải disagree rồi. Dù sao thì cũng chẳng quan trọng lắm. Chắc chắn là uống trà này là nó phải nhiều cái điểm hơn là tặng hoa này. We will do a beautiful job, I am sure. We can have success with each other. Đúng ra là cái cô Petra này là mình phải lên Pegasus 9 nhá. Mình lại cho cô ấy làm ăn trộm nhưng mà thôi kệ. Không biết là có kéo được học sinh bên nhà bên kia không? Với cái chỉ số hiện tại của thầy giáo này. Rất là thấp luôn. Nếu mà kéo được cái dòng Pegasus 9 tốt. I will master this. Quân mình là hơi bị thiếu cơ động một chút. Hope this is good for something. Authority. Nói chung là phải cho anh này cải thiện rất là nhiều luôn cái chỉ số ấy. Để thứ nhất là anh này có thể lên cấp được. Và thứ hai là có thể kéo được những học sinh bên lớp kia. Chúng ta có explore này, rest này. Chắc chắn là phải đi explore xem tháng mới có gì không. Certification này, chúng ta sẽ có 20 này. Casta lên rồi, Elder Guard. Không có cái dòng cao hơn của lãnh chúa nhỉ. Mình xem cái lãnh chúa này, cô này gần mắc rồi. Hay là không phải lên này nhỉ, cứ để cho hai dòng này thôi. Master này. Master thì chắc chắn là chưa lên nữa. Mình nghĩ Master này dòng cao nhất rồi. Chỉ có Rick 9, Moto, Savan. Ủa, cái này còn trên cả Swordmaster. Cái dòng này chưa, mình chưa bao giờ thấy luôn. Trên Fire Emblem này, trông rất là máu nhé. Falcon 9. Ủa, Falcon 9 này làm đẹp quá nhỉ. Cái dòng này là dòng cái gì? Trên Advan à? Master. Ở đó. Đó, cái dòng này là cái gì? Sao nó không cho mình xem nhỉ? Advan này. Ở đây này Master này. Cô này có lên là Falcon 9, Weapon Lord này. Motor 7 này. Motor 7. Dark Knight thì chắc chắn là không. Holy Knight. Grimory. Cái này dòng cao nhất của phép ra. O Form Magic này. Holy Knight là Wild Magic. Dark Knight. Cái dòng này thì là mấy cái game trước đã có rồi. Cưỡi ngựa đánh phép. Ok, tạm thời là cứ để cô này là dòng lãnh chúa đấy. Nó không có cái dòng mà cao hơn lãnh chúa nhỉ. Mấy game trước là có. Ví dụ game cái Awakening. Vậy chắc là mình sẽ explore chứ. Rồi mình ấy chứ. Tháng mới nó có cái gì à? À này, cô này lại bay ngay sau lưng mình à. I do not know why it is so, but being here makes me feel quite unwell. I am so sleepy. It is a struggle merely to stay conscious. Cô đấy buồn ngủ. Are you feeling the same? I am. And yet, it feels familiar. As though pulled from a corner of my memory. From a time long ago. Mình không biết là cộng trái tim với cô này được cái gì nhỉ? Thử xem support của anh này. Hubert, Dorothée, Bernadetta, Violet. Anh này không có support với cô số thít này. Lại rất nhiều thứ để mà làm nữa này. Úi giời. Chắc là mình sẽ nhớ trước. Rồi nếu mà trong trường hợp là mình sẽ quay lại mình chơi. Chắc là mình sẽ nhớ cái 21 này nhỉ. 22 đi nhỉ. 21, 22. Nhớ cái slot cuối đi. Xem tháng này là có cái giải đấu gì nè. Training. Ui bro. Intermedia. Ui cái này chắc chắn là anh này anh thắng, giành chiến thắng. Mình nghĩ là mình sẽ tham dự luôn này.
anh đấm nhà mình gánh ác. Ủa rồi 13x4 chứ không biết là cộng bao nhiêu cái chỉ số. Úi rồi không có đối thủ rồi. Mà đấm côn, dùng cái côn. Đúng ra cái thằng này nhà mình phải chơi dìu nó này. Pro nhìn trông có vẻ không hợp lắm. Ủa, Brawler. Thằng này nhân vật quần trúng ấy. Ui, đấm nhưng gần chết rồi. Ui, anh này cái chỉ số đấm mạnh quá nhỉ. Không biết là đã phải mắc của dòng cái dòng Brawler nhỉ. Ui, u dậy còn physical đấy chứ. Úi dồi, anh này mạnh nhất trường. Đấm như chưa bao giờ được đấm ấy. Nhưng mà cái giải thưởng cũng chả gì. Steel Gauntlet cộng không? Giải thưởng phần này hơi chán này. Mình cần này, cái Advanced Shield ấy. Bài là cái Advanced Shield thì là nâng cấp rồi. Xem thằng cuối cùng là thằng... Ui, vẫn là mấy thằng nhân vật quần chúng nha. Từ từ mình sẽ... Ôi, chắc chả cả phải búp máu đâu. Đấm chết cha đi. Toàn X4 á. Ủa, cuột. Ủa, đấm. Cái X4 này hình như là cái speed lợi hơn rất là nhiều, là hơn 9 hay là hơn 8. Thì là sẽ double cái X2 thì là X4 ấy. Đấy, mình không chắc là nhưng mà mình đoán như vậy. Chiến thắng quá dễ dàng. Mà cái Professor của mình chưa lên hạng B nhé. Need something, Professor? Need something? I was just asking Monica here to be less demanding of Lady Edelgard's time. Hey, it's not like I'm bothering her. Sorry for the ruckus, Professor. Please don't worry about it too much. Nothing. I wish you would worry about it a little more. Cái này là... This is my first time working with the Geralt. Geralt. The legend known across the ages as Blade the Bladebreaker. And I get to see him with my own eyes. Cái Bladebreaker này hình như là một cái... một cái yếu tố như mấy trong tầng Fire Emblem ấy, kiểu chắc là thì mình sẽ nói sau đấy, mình chẳng. That means I have to try my absolute heart. What? Cái dòng cái gì nhỉ? Thương cao cấp là nó có mấy cái chỉ số Playbreaker. Kiểu khắc lại được kiếm. Hey, nhưng mà chắc là mình sẽ nói sau. To be part of your class, Professor. Nói như này nếu nhiều bạn chưa chơi thì chắc là bạn sẽ hơi bị khó hiểu. I honestly cannot recall the last time I interacted with others on a daily basis like this. Cô này công nhận dễ thương rồi đấy, người lùn lùn, tóc rất là đẹp. It reminds me of when I was a child. That was so very long ago now. You how long ago? Oh, I mean very, 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 very long ago. À, cô này invite được thì ok, nhưng mà chắc là cái phần này mình sẽ tập trung Sanchez Poster Manuela này. Mirko Sanchez belong to someone, look up to her. À, chắc chắn là cái cô Dorothea cũng được nhà cho cái này rồi, để bởi vì là mình sẽ có một cái buổi học là tuần sau này. À, nếu mà trong tuần này mình búp được chỉ số học sinh là càng tốt. Mình vẫn sẽ phải cho học sinh học lên được hạng A nhé. B cộng là chưa đủ. The librarian is always out and about these days. And just when I had some questions about a book I'd borrowed. Now I'm so curious about where he's gone off to. He better come back. Mission Acid A. Chắc là tháng này mình có thể gọi được một cái cô đi chợ giảng mình nhỉ. Mình sẽ xem, chắc là mình phải nghiên cứu xem là cô nào mà có được mối quan hệ chung với cả mấy cái thành viên trong này. Anetta này, chúng ta có lựa Cynthia, Lysithea Bennett, Ingrid rồi này. Hay là Leonie này.
Cô này thì là quen đấy, Ingrid. Ơ, cô này vẫn chưa có hạng C với cô Ingrid này nhá. Phoenix, Sylvian. Rồi, cô này cô ấy, có cái hạng A cộng với cả Phoenix nhỉ. Manuela này. Okay, chắc là mình sẽ tìm hiểu sau vậy. Ah, Professor! The Battle of the Eagle and Lion was such good fun. Ignatz, how long are you going to keep harping on about the battle? Oh, come on, let me gush. Did you see how the house leaders came together after the battle? What an incredible thing to witness. Harmony, even after something so hard fought. True. If they can keep playing nice, perhaps there will be peace in Fodland after all. Fodland. Ah, Fodland là cái vùng. Ah, Professor. Hilda này. Nhưng mà mình muốn nói chuyện này. Ah, Professor. What a true. Yeah. Ah, Professor. What a true. Sao mình vừa recruit. Lost item. Someone lost that, huh? Nhưng mà mình muốn nói chuyện cô Hilda này cơ mà. Thằng này. Ah, Professor. What a true. Sao nó không cho mình nói chuyện Hilda nhỉ? Ghê thật đấy. Đi xem đây. Chúng ta rất là nhiều nhiệm vụ nữa. À đây phòng ăn này. Vào xem. Cái yếu tố mà giao lưu của trò này công nhận là nó. Nó mình nghĩ phải chiếm 90%. Hey professor, can I get your advice on something? I just don't know what to do anymore. Chắc là cái phần như là Awakening ấy, đánh trận là rất là nhiều luôn. I used to think they were the best, but now I can't even stand looking at them. Tham hiểu ồn. It's okay to be worried. But worrying about it won't solve my problems. What if I can never eat fish again? Oh, anh này ăn cá. Không biết là mời anh nào nhỉ? Có cái Adergat này. They say that things rarely if ever go according to plan. Still, plan we must. After all, if we don't effectively force things to go our way, nothing will be achieved. How about you, Professor? Are you leading the life you envisioned for yourself? Are you leading the life you end? Có nghĩa là bạn, anh có sống là một cuộc sống anh đã kiểu lên kế hoạch trước không? Nói cái gì cho cô này hợp lý nhỉ? I am not nhỉ? That's surprising. But I suppose it's possible. Cô này cũng mời uống trà rồi. Mình muốn là cưa cái cô lớp trưởng này ghê nhỉ. Nhưng mà thế chó là mà đánh trận bao nhiêu vẫn được C cộng. Mãi chưa lên được B rất là khó chịu nhá. Chắc là mình sẽ phải mời cô này một phát để tăng cái chỉ số. Xem nhưng mà rất là nhiều cái lot item. Fashion with Rob. Fashionate with Rob. Crew Arrowhead Flavor the Bow. Đây là một số những cái nhân vật bắn cung của mỗi nhà này. Thằng này bắn cung nhỉ? Có 3 nhà thì có 3 nhân vật bắn cung thôi. Cái thằng Frequent Well You Hatcher Hatchet. Hatchet là cái gì? Thuộc về như ai đó làm việc ở bên ngoài. À từ từ mình đi xem trồng cây rồi nữa. Không biết là tháng trước. Nghiêm túc luôn, cái tháng vừa rồi là phí luôn. 3 tuần luôn. Lily, Pitland. Có rất là nhiều cái hoa nhá, mình có thể tặng luôn. Trồng cái này, trồng cái rất là nhiều cái Falkland seed này. Chắc là mình phải tặng hoa nhiều, tức là có rất là nhiều hoa nhá. Không tặng thì rất là phí luôn. Medicine is all, but magical healing is focused on close. Ủa, gì này? Recruit. Ủa, bây giờ còn mời được cái cô này đi cùng à? Nhưng mà mình mình nhiều đánh phép quá. Faculty training này. Cô này dạy bánh kiếm này. Mình không hiểu là cái ba sao là cái gì luôn. Hay là mình tăng cái 3 sao nhiều thì cái đấy nó thành điểm mạnh nhỉ? They
Professor, did you see that my father came by during the Battle of the Eagle and Lion? He left soon after, but I saw him talking to Edelgard first. I wonder what they could have to talk about. Empire BC, perhaps? Your father. Empire BC, neither. I guess that would make sense. Minister he of is military. The Minister of Ui. Military Affairs, after all. Anh này, bố anh này mạnh phết nhỉ. Là bộ trưởng bộ quốc phòng. Thế nó bảo nhà nghèo. Still though, I could have sworn those two... À, không phải nhà nghèo, anh này là bố, là anh trai của anh là thừa hưởng hết. Còn anh này là gọi là con thứ hai thôi, chắc không được thừa hưởng nhiều lắm. Profit này. Ông này vẫn câu cá. Maybe you doing something wrong. Ông này vẫn câu cá. Chắc mình phải lên mình ui dồi, dìu hạng E cộng. Bay. Chắc là phải bỏ rất là nhiều thời gian luôn để tăng lên. Mình nghĩ là mình không cần tăng level cho quân. Gold coin, collect coin, mystery. Ui rồi có rất là nhiều cái lot luôn. Đồ đánh rơi. Imperial Capital Park. Old map. Nếu mà cái này mà biết được là ai ấy, thì là mình có thể tăng rất là nhiều chỉ số luôn. Blacksmith. Arcane Crystal. Hello there. No. What do you require? Replan lại. Farewell. Ui dồi nhiều thế nhỉ, Angelati. À cái này đồ là dùng. Ui cái gì này. Thế mình để đi shopping sao này. Để thằng này có thông tin gì mới. Thằng này là biết rất là nhiều rồi này. Except that Tomas departed the monastery and has yet to return. Consider that report. Oh. He's been gone for periods of time before and has always returned, so I'm not too worried. Oh, chính là cái thằng này nó nói những cái thông tin rất là quan trọng nhé. Như ở cái đợt trước là nó nói cái anh thì đeo mặt nạ là General ấy, anh đi ra ngoài thì đúng là anh liên quan đến cái vụ kia thật. Thằng này chắc là ông Thomas là. I wonder what in the world he's doing. Thằng này trông lính vớ vẩn đấy mà biết những cái thông tin rất là quan trọng rồi nhé. Ui. Đây là Catherine Samir. Xem có cái gì đây. Book of Clear Mystery. It looks valuable. Someone but my Sook look around. Curestolizico Mystery. Book Genius. Obstruct Theory of Craft. Someone. À cái này chắc chắn là cho cái ông mà nghiên cứu về dấu ấn đó. The 4 or 5 years since I started here. This is. It was 4. I've been here 5. Ui. Cô này đến 5 năm rồi. What's a year here or there? Don't be petty now, Shamir. Nhưng mà lúc đầu mình đến không gặp cô này. Your enemies the same way. If I take care of them quickly, what does it matter how many there are? Oh, sorry. I didn't mean to ignore you, Professor. As you were saying, it's been a busy year. There never seemed to be enough hands for the work. Năm này vất lắm nhỉ. That reminds me. Do you have that thing? If you do, we want it. Want? No. We need it. Hey now. I'm the one who brought it up. We may be friends, but that's just rude. One, two tone, west tone. Mình sẽ cho cô này. The four. It was 4. You can, if I, as you were saying. View quest. I have a favor to ask. Samia request. Two tone. Đá mài hai màu. Precious. Ui dồi. Nó có cái silver bow này. Sami request. À, chắc là cái này cô này cũng tương tự. Cô này cũng cần cái two stone request stone. Có nghĩa là chúng ta chỉ làm là cho được một cô thôi. Một là lấy cái cung silver, hai là lấy kiếm silver. Nhưng mà mình cũng chả biết là cái đấy lấy đâu nhỉ. Chắc là xung quanh map này có. Sao lại vẫn có một thằng ở xung quanh đây này. Đứng ở góc này, trong này.
nhiệm vụ. Ingrid. You know, Professor, the tournament fish and the meal we indulged in after the Battle of the Eagle. Why, all of the food I've eaten in this monastery has been absolutely delectable. Every last bite of it. Food really is the only thing you think about. Hardly. Oh, like tomorrow's menu, for instance? Anh này là quest someone to prove participate in mock battle with soldier. Cái này nó chỉ là nhiệm vụ đánh trận. Ok, mình sẽ nhận. Cũng chưa chắc là có làm được không. Bây giờ là những cái nhiệm vụ đánh trận này là sẽ tốn một buổi luôn đấy. When news reached us of this, we had renowned scholars and accomplished men. For all we knew, it was an epidemic like the rumor suggested. Nói chung là mọi người vẫn nói về cái tình hình dịch bệnh ở cái làng này. Nhiều tháng này đang là cái chủ đề hot. Chứ là đây chả có cái gì. Phòng ăn mình qua rồi thôi nhỉ. Qua rồi. Chứ là mình sẽ tặng cái cô Eldergar một vài cái hoa này, tăng chỉ số của cô ấy lên. Gip này, đây, gip. Mình tặng hoa Feather đi nhỉ. Cái này ai của người ta cũng thích luôn. Ủi rất nhiều luôn nhé. Lily of Valley này. Lily. Cô này không thích hoa à? Ủi rất nhiều cái rất là nhiều cái gì nhỉ? Rất nhiều cái là mình có gift rất là nhiều mình không tặng. Cái này phải dùng nữa không sẽ rất là phí luôn nhé. Đấy, motivation nên tặng này. Bernie này, cô Bernie. Ôi chết rồi, bấm nhầm, chả biết là cái gì. What is it? Sorry, I've got a cold. Get well soon. Oh yeah. Thanks. Gip này. Cô này có invite thi đó. Không biết lúc nãy mình nhặt được cái gì. Thế em bấm nhầm. Ghét thật đấy. Đây mình đi chưa nhỉ? Marketplace đi rồi. Cô nào còn trên Lincithia. Cô này là phép hay sao nhỉ? Cô này là có mối quan hệ với cô lớp trưởng này, với một số nhân vật nữa này. I heard about Ramire Village. It's certainly troubling. If it's a contagion, we at Garrick Mock should be on the lookout as well. How we handle it? Your words are oddly persuasive, Professor. Even if they're not exactly based on anything. Chắc cái cô này, cái đứa này chắc là nó trẻ nhất cái hội ta mà nhìn trông như trẻ con nhỉ? Your words. Chết rồi, bấm nhầm. I'm actually very busy. À, cũng không ấy được bởi vì mình không học magic. I get it. Cô này. Remire Village is an empire territory, but it's still relatively close to the monastery. À, Remire này thuộc về đế chế. Oh, but you know all about that, don't you? The story goes that it was in Remire Village that Alois found you. Alois. À, đúng rồi. Cái tập đầu tiên ấy, đúng không? À, tập đầu tiên là ở chỗ Remire này. Saint review his unofficial account of four saints D during. Mình chả hiểu cái này này. Mà nói chung là thuộc về những cái thằng mà yêu thích cái lịch sử. Hay là cái anh ở nhà mình nhỉ? Cái anh đi lang thang cũng hết cả tập luôn. Congratulations on winning the Battle of the Eagle and Lion. Did you get a I certainly feel like I earned a special reward. Don't you, Professor? Con này nói rất là kiểu lúc nào cũng kiểu ấy nhá. Kiểu lúc nào đòi quà. Kiểu nói con này rất là ghét luôn. Con này đúng kiểu là gái hay đòi quà. Các bạn nói cũng kiểu có quà cho em không. Kiểu mấy đứa hot girl. Is that so? I'm worried about Remire. That affliction is a little too mis- I'm pretty sure it's not normal. It not. I heard the work of Curse Spectre. What? But what if it really- hình như lúc nãy là cái thằng này nó sử dụng cung Silver Paladin. Cái gì nhỉ? Lúc nãy là có cái gì nhỉ? Sen Kingdom Black Iron Spur. À, cái lúc nãy nhặt được này mình chưa xem.
ăn lipstick. Encyclopedia of Sweet. À, Sweet này là mình biết đứa nào rồi. Đứa nào mà thích của ngọt. Expensive looking color with up outdated design. Cái ông này là, cái này là của Herb này, là cho người trưởng thành. Chắc là của mấy các thầy giáo đây này, skill with bow này. This isn't mine. Ơ, không phải thằng này à? À, thế thì của cái anh cái anh gì nhỉ? Từ từ, anh trưởng nhà vàng là skill with bow. Anh trưởng nhà đây này, Claude này. Claude này. Claude. What happened? I hope it's nothing too serious. After all, that's where we first met. I have valued memories of the place. What in the world? I hope. Nhưng mà anh này không nói chuyện đâu. Chứ không phải của ông này à? Thế là cái thằng bắn cung ở nhà kia rồi. Hoặc là bắn cung nhà mình nhỉ? I fear I may become a social recluse soon. My life consists of wearing a groove in the floor between the library and the dining hall. Although I guess a real recluse wouldn't leave their room, eh? That would be me if you weren't my teacher. Locked away in my room, reading, napping. You know, I never see Bernadetta outside of class. I wonder what it is that she does in her room. Thằng này nó biết, thằng này quan hệ. Chắc thằng này nó là thằng quan trọng đến lịch sử, quan tâm lịch sử. Nhân vật là đọc sách ở trong cái nhóm đấy nhỉ? Đâu, cái này là gift, lot item. Đi vào tactic à? Không phải. History buff. Ồ đúng luôn. Thank you. I get motivation increase. Encyclopedia Suite này chắc chắn là mình biết là ai. Cái cô mà lùn lùn lúc nãy vừa nói chuyện rồi. Cô đấy là thích đồ ngọt này. Đâu nhỉ? Cái con đây này. Hay là tháng này mình mời con này đi dạy cùng nhỉ? Trợ giảng. Lot item này. Encyclopedia Suite. Ui giời, chuẩn luôn. Kiểu mấy bọn trẻ con này hay thích đồ ngọt. Chúng ta có thích không em support có lên không? Chẳng lên. À mình có mấy cái đồ ngọt mà, cho cô này đi. Gip này, chúng ta có thể tặng cô Tasty Baked Sweet Cheat này. Kiểu giỏ kẹo. Ui giời, cộng 2 sao luôn. Sướng nha, trẻ con. Mà cái quà này rất là rẻ nhá. Hay là mình mua thêm nhỉ, để cho để tặng cho mấy cái nhân vật mà có thể tạo được mối quan hệ nhỉ. Mấy cái này rất là rẻ luôn nhá. Mấy cái quà một sao cực kỳ rẻ, nó bán đầy. Mấy quà mà đắt tiền thì không làm gì. À đây này, Tết thì ba kèo tweet. Lady and who like gardening à? Smoke meat. Cái này là cũng mình cũng biết là tặng ai rồi. Cái này không biết là nhân vật nào thích gardening nhỉ? Mình quên mất đấy. Có cái đứa nào mà nó hay đứng ở chỗ ấy nhỉ? Mình nghĩ là mấy cái này ấy, thì cứ mua. Fashionable man. Này 500. Riding boot. Mình sẽ bỏ tiền mua ra những cái này thì sẽ tiết kiệm được cái thời gian để tạo mối quan hệ với học sinh các kiểu. Mình nghĩ cái đấy là tiêu tiền cái hợp lý nhé. Fishing boat này 100 đồng. Handicraft rất là rẻ rồi. Hunting à? Ủa cái này rất là rẻ đấy. Mình biết là cô này thích hunting à? Weston weapon maintenance. Training weight. Thilip. Thilip là cho anh Ferdino với cả mấy cái thằng nhà gì? Tactical thinking. Cooking là ai nhỉ? Cooking hình như là cái cô cái cô gì nhỉ? Cô Mercedes hay là cái cô mình lại ra đây mình tặng con này đây. Đúng ra là mình nên mua cái này từ đầu ấy. Đấy, bây giờ chơi là mới biết ấy. Nên chắc chắn là cái mà chơi lại lần thứ hai là mình sẽ chơi hiệu quả hơn. Bởi vì cái này nó có nhiều yếu tố giao lưu như kiểu là cái persona. À, mua một số cái mẹo này. Đấy, lại tặng nữa. Tặng nữa là từ từ mình xem cái support lên.
chưa lên nữa. What? Mình phải tặng lên rất là dễ nhá, thế thì truy này kiểu đứa con gái nó rất là dễ dụ để trẻ con mà. Ô, vẫn chưa được lên hạng C á, nghiêm túc luôn. Game Stone, cái này tặng mẹ cái này nhỉ, mấy cái này rẻ. Hay là tặng hoa này, Lily đầy này. Ui, 3 sao á. Vẫn chưa được á, nghiêm túc luôn. À, đây này. Đấy, mình đoán đúng ngay cái này. Mình nhân vật là Hilda và Leonie này, mình tiếp cận này. Mình sẽ cố gắng là được hạng C mấy cô nữ này. Để xem cái hội thoại nó như nào. Annie Mercedes là như này. Dimitri này, Handelkerman này, Gimberg này. Mình ra đây chút. Nói chung là cái nhiệm vụ này chỉ giao lưu thôi, chắc không có gì làm. Chắc là mình sẽ đi kiểm tra tí rồi mình dừng lại. Complicated love like. Cái một cái bức thư bị vứt đi. Complicated love đấy. Someone with complicated love like. Chắc là một số cái nhân vật thằng tóc vàng cam cam này, với cả cái cô ở nhà mình này. Professor, you seem unwell. How are you faring? If you're not feeling well, I'd strongly recommend some rest. Quan tâm phết. Himberg. Professor, there are more villagers at nights. The underlying is most distressing. Some kind of unique, some kind of conspiracy. Pardon me, from Fungo. Some kind of conspiracy. In that case, we should strengthen the guards. If you visit. Professor, what have you got there? That's my goodness. That is just what I. I can offer nothing more than this, but I do ask that you consider trading with me. À, lúc ấy nhận được cái kia của ông này luôn. Ok, mình sẽ đổi cho ông này xem. I am in your personal debt, mystery. Professor. In Tome of Comedy Fan. Ui, cái quyển sách về hài hước ấy. Comedy à? Icon này đấy. À, comedy mình biết là ông nào, cái ông mà Alui. Ông ấy thích kiểu thích đọc mấy cái với hài hước này kiểu là. I thought if only this debacle had to. Ông này là chuyên ngành cái gì? Từ từ mình sẽ xem cái cô Icarus kia là cần cái gì nhỉ? Hình như cần bay thôi. Chắc chắn là mình phải đi training bay rồi. Ui, trên này là đứng rất nhiều thế. Xem cô giáo chủ có dạy mình học bay không? Chắc mình sẽ nói chuyện cô giáo chủ rồi mình nghỉ một chút, mình quay lại nhá. Nói chung là mình muốn là một tập thì chung là nó thứ nhất là mình cũng muốn nghỉ chơi nó hiệu quả hơn này. Vì trên thực tế là những cái nói chuyện này chơi lâu ấy thì nói chung là sẽ hơi đau đầu một chút nhá. Mình nghĩ là mình sẽ nghỉ một chút rồi mình chơi tiếp thì nó hiệu quả hơn đấy. Bởi vì mình không muốn chơi mình skip các dialogue ấy. Thì ví dụ những các bạn nào mà quan tâm đến những cái nội dung kỹ ấy, thì là sẽ không phải bỏ qua được cái cốt truyện ấy. Với cả mình cũng muốn là cái nội dung của một tập nó ngắn để cho dưới một tiếng cho các bạn dễ theo dõi. Do you ever wish you could return to your life as a mercenary? I do not. I do. Is that so? I suppose you have become accustomed to your new. This month's assignment will again take you outside of Garrickmark to Remire Village. It was in Remire that you first met Alois and the rest of his order, was it not? Half a year has come and gone since then. How quickly time passes. Faculty training. Ủa, cô này dạy kiếm à? Ok. Cô này dạy kiếm, mình sẽ học cô này một. Ok, chắc là mình sẽ quay lại sau. Rồi mình chơi tiếp cái này, đi giao lưu xã hội của tháng này. Ok, như thường lệ nếu các bạn thấy video hay thì like, chia sẻ, để lại comment.
nếu các bạn muốn tiếp tục mình chơi, theo dõi cái series mình cùng cùng chơi Phantom Treehouse ấy trên cái channel thì hãy đăng ký kênh YouTube và nhớ nhấn cái chuông, còn trên Facebook thì hãy like fanpage của mình. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại một tập khác.